Đây là hóa đơn mua vào số 770 ngày 3 tháng 3 với nội dung là mua nguyên vật liệu về nhập kho, cụ thể là má phanh trước, số lượng là 1 bộ và đơn giá là 1.075.000. Thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp, cụ thể là công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh VHB. Đối với hóa đơn mua vào với nội dung là mua nguyên vật liệu, các bạn sẽ phản ánh nợ cho tài khoản 152 làm tăng kho nguyên vật liệu, nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ và chứng từ hóa đơn mua vào thanh toán ngay bằng tiền mặt thì đằng sau hóa đơn sẽ có phiếu chi. Liên quan đến chi bằng tiền mặt trả tiền theo hóa đơn số 770 và phiếu nhập kho phản ánh nguyên vật liệu má phanh trước được nhập vào kho nguyên vật liệu, làm tăng kho nguyên vật liệu. Căn cứ vào hóa đơn mua vào số 770, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm kế toán MISA như sau. Đối với chứng từ mua hàng thì các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Ở đây các bạn phải chọn mua hàng trong nước nhập kho. Hình thức ở đây là thanh toán ngay bằng tiền mặt. Nhà cung cấp là công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh VHB. Diễn giải các bạn sẽ ghi mua nguyên vật liệu nhập kho. Ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn, ngày 3 tháng 3 năm tài chính. Ở phần mã hàng này các bạn sẽ tìm đến nguyên vật liệu, cụ thể là má phanh trước. Với số lượng nhập kho là 1 bộ và đơn giá là 1.075.000 với thuế suất là 10%. Nghiệp vụ phản ánh liên quan đến mua nguyên vật liệu sẽ được phản ánh nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111. Và toàn bộ má phanh này sẽ được nhập vào kho nguyên vật liệu. Các bạn sẽ kiểm tra đến tổng thành tiền, chưa bao gồm thuế, 1.075.000. Khi các bạn hạch toán trong chứng từ phiếu nhập kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật sang phiếu chi và sang tab hóa đơn. Các bạn sẽ điền số hóa đơn. Ở đây hóa đơn mua vào của chúng ta số 770. Hạch toán xong các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin và các nghiệp vụ hạch toán trong chứng từ mua hàng, kiểm tra tổng giá trị thanh toán 1.182.500 đồng. Đã khớp với tổng số tiền trên hóa đơn. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ hạch toán liên quan đến mua nguyên vật liệu nhập kho. Khi các bạn phản ánh mua hàng trong nước nhập kho thanh toán ngay bằng tiền mặt, thì phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu nhập kho và phiếu chi, do đó đằng sau hóa đơn số 770, đối với phiếu chi và phiếu nhập kho này các bạn sẽ không cần phải hạch toán thêm một lần nữa. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn mua vào số 770 với nội dung là mua nguyên vật liệu về nhập kho, thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp trên phần mềm kế toán MISA.